Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Trong lúc mà Thuần làm video này đó thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin tiếp tục là đi chợ xuống. Bây giờ là các bạn thấy được là cái mức là 51.000 nhưng mà đây vào tính đồng hồ thì giá Bitcoin là cái mức là khoảng 50.277. Thì trong cái thời điểm này đó, có một cái thông tin mà khiến cho nhiều bạn rất lo lắng Và tôi nghĩ là trong cái tình hình bây giờ đó, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu những thông tin Tại vì nhiều khi thấy nhiều thông tin cũng không có nhiều ý nghĩa Nhưng mà tại vì nhiều bạn lo lắng quá thì cũng phải dành thời gian để mà chia sẻ phân tích với các bạn Tại vì chúng ta cũng cần phải hiểu được nhiều góc cạnh Để các bạn có thể là biết được những cái tin tức này là các bạn cần lo lắng hay là không cần lo lắng và chúng ta nhìn vào một cái tài liệu mà được chia sẻ đây là một bài viết ở trên Contradact mà các bạn có thể tìm thấy bài viết này ở nhiều trang web khác nhau đây là một cái bài viết về cuộc phỏng vấn giữa Ray Dalio Ray Dalio như bạn cũng biết đây là một cái hedge fund manager rất nổi tiếng À, với công ty đó chính là công ty Bridgewater Associates. Ray Dalio. thật ra cũng là một trong những người mà thường rất là thích đọc những bài viết của Ray Dalio ở trên LinkedIn. Nhưng mà Ray Dalio đó là một trong những người mà cũng đưa ra nhiều cái lời phát biểu là cũng khá làm cho nhiều người có thể nói là khó hiểu liên quan đến tình hình của Bitcoin liên quan tới ông ta suy nghĩ như thế nào về Bitcoin. Và đây là một cái bài viết liên quan tới cái bài phỏng vấn của Ray Dalio ngày 24 tây tháng 3 có nghĩa là chỉ ngày hôm qua thôi ở trên Yahoo Finance Thì trong bài phỏng vấn này đó Ricardo nói về cái vấn đề mà thật ra nói là hai điều Điều đầu tiên đó chính là Ricardo nói là nếu như mà cứ tiếp tục tình hình Bitcoin ngày lại càng được sử dụng rộng rãi Và dựa theo một cái số sự kiện có thể xảy ra Thì Bitcoin có thể là bị chính phủ Hoa Kỳ cấm như là đã cấm vàng trước đây Kế tiếp ông ta lại tiếp tục nói thêm là nhưng mà nhìn vào Bitcoin thì trong vòng 10 năm qua thì Bitcoin chưa bao giờ là bị hát và vẫn hoạt động tốt trong vòng 10 năm qua và có rất nhiều người là theo dõi và tin tưởng Bitcoin. Và nhiều người coi Bitcoin như là một cái nơi lưu trữ giá trị lâu dài, một cái loại tiền điện tử, một loại vàng điện tử đây là những cái ưu điểm của Bitcoin, nhưng mà mặt khác thì đây Rado lại nói là Bitcoin có thể là bị cấm như là chính phủ Hoa Kỳ đã cấm vàng trước đây. Thì đương nhiên làm nhiều người rất là lo lắng tại sao mà chúng ta à, lại có thể nghĩ là Bitcoin có thể bị chính phủ cấm và Rado tại sao lại nghĩ như vậy? Thì tình hình thật sự như thế nào? Chúng ta có thể phải nhìn vào cái vấn đề liên quan tới vàng. Trước đây chính phủ Hoa Kỳ cấm vàng như thế nào? Và chúng ta có thấy cái sự quan hệ giữa Bitcoin và vàng như thế nào hay là không Thì trước khi chúng ta đi vào những chi tiết đó, thì để thường chia sẻ với bạn là đương nhiên Bất cứ quốc gia nào cũng có thể đưa ra cái lệnh là cấm Bitcoin hết Nhưng mà các bạn cần nên hiểu là không có quốc gia nào có thể cấm được Bitcoin Quốc gia chỉ có thể ra lệnh cấm người dân của họ sử dụng Bitcoin mà thôi Tại vì các bạn cũng đã biết Bitcoin là một cái mạng lưới hoàn toàn phi tập trung cho dù Hoa Kỳ có đạt định cấm Bitcoin này nữa thì các bạn thấy được là người dân Hoa Kỳ nếu như mà muốn giao dịch Bitcoin thì vẫn có thể giao dịch được và đương nhiên cả thế giới vẫn tiếp tục giao dịch Bitcoin mà thôi. Cũng giống như là vàng trước đây khi mà chính phủ Hoa Kỳ ra cái luật là cấm người dân Hoa Kỳ sở hữu vàng thì lúc đó các bạn thì được người dân của những quốc gia khác vẫn tiếp tục sở hữu vàng mà thôi và điều này dẫn đến giá cả của vàng như thế nào chúng ta sẽ nói thêm về một lát nữa nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và đương nhiên như bạn nào mà muốn theo dõi Thuận Kháp Video trên mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video rồi tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook, Twitter vân vân để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Hay là các bạn muốn tìm hiểu những cái ưu đãi danh riêng cho cộng đồng Thuận khác Video có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là giảm Phần trăm phí giao dịch khi mà tham gia như là giảm 20% khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus khi mà tham gia vào sàn Bybit, sàn AMT, sàn FTX, sàn Binance US. Đây là lựa chọn cho những người mà sống ở Hoa Kỳ, sàn Coinbase. Ứng dụng BlockFi các bạn có thể tham gia lending có lãi hàng tháng. Tham gia vào BlockFi có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và crypto coin. Đây là cái dịch vụ hỗ trợ những cái dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng thì trở lại với lại cái lời nói của Ray Dalio đi thì cái sự thật đó khi mà chúng ta nói tới cái vấn đề là hoa kỳ cắm vàng là nhiều người mà khi đề cập đến vấn đề này trong lịch sử đó chính là chúng ta nói tới cái xác định 6102 đây là cái xác lệnh mà được ký bởi Tổng thống Franklin Roosevelt vào ngày 5 tây tháng 4 năm 1933. Thì xác lệnh này đã ngay cả người dân Hoa Kỳ cũng có nhiều người không hiểu rõ và cũng có nhiều cái sự nhầm lẫn. Nhiều người thì gọi đây là cái xác lệnh tịch thu vàng của người dân. Nhưng mà thực ra mà nói đây là cái xác lệnh gọi là quốc hữu hóa vàng. Thì sẽ khác nhau rất là lớn khi mà một vật nào bị tịch thu thì sẽ không có ai mà trả tiền cho các bạn. Nhưng mà khi mà quốc hữu hóa sẽ có người trả tiền cho các bạn. Thì năm 1933 đã xác định 6102 này là nói về cái vấn đề là sẽ không cho người dân Hoa Kỳ cấm người dân Hoa Kỳ là lưu trữ sở hữu vàng. Bất cứ những gì liên quan tới vàng thì sẽ không được lưu trữ và sở hữu. Nhưng mà không có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ đi tới từng nhà để mà tịch thu vàng. Mà chính phủ Hoa Kỳ sẽ mua lại vàng với cái giá thời điểm đó Đó chính là cái giá vàng lúc mà chính phủ Hoa Kỳ mua lại đó Lúc mà Fed mua lại là cái giá là 20 đồng 67 cent cho mỗi một ounce vàng. Đây là cái điểm rất là quan trọng tại vì nhiều người nghĩ là khi mà Franklin Roosevelt ký xác định sau 102 đó thì sẽ đi tịch thu vàng và không ai sở hữu vàng được hết. Nhưng mà trên căn bản thời điểm đó đây là xác định quốc hữu hóa vàng có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ Fed nói là vàng là sở hữu của quốc gia cho nên tất cả vàng phải được nạp vào quốc gia và quốc gia sẽ đưa cho những người mà có vàng là 20 đồng 67 cent cho một, một ounce so nghĩa là mua lại của người dân chứ không phải đi tịch thu đây là rất là khác biệt so với nhiều người suy nghĩ là bị tịch thu vàng có nghĩa là sao có nghĩa là nếu như mà một ngày nào đó chính phủ Hoa Kỳ có cái ý định tương tự như 1933 có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ đồng nghĩa nói là Bitcoin là tài sản quốc gia cho nên chính phủ Hoa Kỳ sẽ dùng tiền của chính phủ để mà đi thu mua lại Bitcoin với cái giá trên thị trường tương tự như là năm 1933 Cho nên bài thì được là cho dù chính Hoa Kỳ ra cái quyết định là cấm Bitcoin đi nữa Thì kết quả cũng có thể tương tự Nếu như mà dựa theo radio thì kết quả cũng tương tự như năm 1933 mà thôi Sẽ dùng tiền để mà mua lại Nếu như mà nhiều bạn tin tưởng là điều này có thể xảy ra như là Redadio thì các bạn thấy ra đây là một cái điểm rất là quan trọng Thứ nhì nữa, tại sao mà chính phủ năm 1933 Lúc đó Franklin Roosevelt lại có ý định là quốc cung hóa vàng và không cho người dân sở hữu vàng thì cái thời điểm đó nó rất là khác biệt so với thời điểm bây giờ tại vì năm 1933 đó thời điểm này chúng ta vẫn nằm ở trong cái khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ và cái vấn đề liên quan đến khủng hoảng tài chính là thời điểm này có rất nhiều điều khác biệt so với bây giờ thứ nhất là thời điểm này đó là chính phủ Hoa Kỳ khi mà muốn đưa ra những gói hỗ trợ muốn kích thích nền kinh tế đó không giống như là bây giờ chỉ cần là ký giấy thông qua quốc hội thông qua tổng thống là có thể là in tiền đem đến người dân được như là các bạn đã thấy đã làm trong cái thời gian là một năm qua từ khi mà có dịch bệnh cho đến bây giờ nhưng mà năm 1933 đó để có thể in tiền thì mỗi đồng đô la đó cần phải được đảm bảo có nghĩa là 40 phần trăm của cái giá trị đồng đô la đã phải được đảm bảo bởi vàng Thời điểm này, năm 1933 thì chính phủ Hoa Kỳ không có đủ cái số lượng vàng cần thiết cho nên làm cho hạn chế việc in tiền để mà kích thích nền kinh tế cho nên mới ra chính sách là mua lại vàng của người dân để cho quốc hữu hóa vàng và dùng một số vàng này để có thể tiếp tục in tiền để mà kích thích nền kinh tế đây là điểm đầu tiên điểm thứ nhì nữa là khi mà người dân thấy là cái cơ hội rất cao là đồng đô la sẽ mất giá rất là nhanh thì người dân sẽ làm gì? Họ sẽ sở hữu và họ sẽ không có sử dụng tiền của mình. Họ sẽ lấy tiền đó đi mà thu mua vàng để cho đảm bảo được tài sản của họ khiến cho nền kinh tế không kích thích được. Đây là hai điểm rất là lớn tại vì chúng ta đang nằm ở trong cái thời điểm là cung quản tài chính năm 1933 cho nên mới có cái kế sách là đi thu mua lại vàng Quốc khung hóa vàng của năm 1933 Nhưng mà kế đó các bạn thấy được là Từ năm 1933 đó Cái lúc mà ký cái xác lệnh là 6102 này Nói là nếu như mà không bán lại vàng cho chính phủ Thì có thể là bị phạt lên tới là 10.000 đô la Thậm chí là 5 năm tù Có thể là các bạn thấy là 10.000 đô la không nhiều Nhưng mà so với lại cái giá hiện bây giờ đã 10.000 đô la So với thời điểm năm 2019 đó, thì 10.000 của năm 1933 tương đương với lại gần 200.000 của năm 2019 và có thể bị tù lên tới 10 năm. đương nhiên đây là những cái điều khiến cho nhiều người lo lắng và phải bán vàng cho chính phủ. Rồi sau đó các bạn thấy được là năm 1954 đó, sau một thời gian thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã thả lỏng hơn nói là bây giờ đó thì đương nhiên là không có cho người dân Hoa Kỳ lưu trữ vàng nữa từ năm 1933 nhưng mà những cái loại vàng liên quan đến sưu tầm thì có thể là sở hữu mãi cho đến các bạn thấy được là mãi cho đến là năm 1971 ngày 15 tây tháng 8 thì lúc đó tổng thống Nixon đã ra cái quyết định là đồng đô la của Hoa Kỳ sẽ không có còn cái chức năng là có thể là hoán đổi ra vàng nữa. Trước đây các bạn thấy được là đồng đô la của Hoa Kỳ nhiều người gọi là Mỹ kim có nghĩa là tiền có thể đổi ra vàng được. Nhưng mà cho đến năm 1971 đó thì đồng đô la không còn một cái giá trị ấn định neo theo cái giá vàng nữa mà sẽ là đổi theo cái giá của thị trường đây là cái thời điểm đầu tiên mà các bạn thấy chúng ta đã có cái tiền pháp định như là bây giờ tiền có giá trị không phải là dựa theo giá trị của vàng nữa mà tiền có giá trị đó chính là dựa theo lòng tin của người dân vào chính phủ có thể thu được thuế và trả những cái phần mà chính phủ nợ các bạn thấy được là mãi cho đến ngày 31 Tây tháng 12 năm 1974 thì lúc đó chúng ta mới có cái xác lệnh là 11.825 được ký bởi Tổng thống Gerald Lúc này thì mới thật sự là quỷ bỏ cái xác lệnh mà ký của năm 1933 liên quan đến là không cho người Hoa Kỳ lưu trữ vàng. Cứ nghĩa là các bạn thấy được là người Hoa Kỳ mãi cho đến năm 1974 cuối năm đó thì mới có thể được lưu trữ vàng trở lại có nghĩa là vàng đã không được lưu trữ từ năm 1933 cho đến năm 1974. Thì đây là cái lịch sử sơ bộ về cái vấn đề liên quan tới chính phủ Hoa Kỳ không cho người dân lưu trữ vàng như thế nào. Các bạn thấy được là những điểm mà nhiều người thường hay mắc phải đó chính là người ta nghĩ đây là một cái cuộc tịch thu vàng, không phải đây là một cái chiến lược mua lại vàng để mà quốc hữu hóa. Có nghĩa là vàng là tài sản quốc gia. Thì nếu như điều này xảy ra như là lời phát biểu của Ray Dalio thì cũng đồng nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ nói là Bitcoin là tài sản quốc gia Nhưng mà nhiều bạn có thể muốn biết là giá vàng trong tình hình này thì như thế nào Các bạn thấy được là từ khi mà có cái xác lệnh của năm 1933 không cho người dân sở vàng đó, ngày 1 tháng 5 Thì lúc đó giá vàng như thế nào chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tài liệu giá vàng đi Ngày 1 tháng 5 năm 1933 thì các bạn thấy được là để chúng ta zoom vào các bạn sẽ thấy rõ hơn là đây là năm 1933 trên biểu đồ này tại vì thời gian lâu quá chúng ta chỉ có tháng 2 với tháng 12 thôi thì chúng ta lấy tháng 2 đi tháng 2 của năm 1933 đã giá vàng là 26 .47 đồng 47 sen thì các bạn thấy được là sau khi mà chính phủ Hoa Kỳ không cho người dân lưu trữ vàng nữa cấm lưu chữ vàng thì như thế nào các bạn thấy được giá từ 26 đô và cứ lên, cứ lên cứ lên cứ lên cứ lên cứ lên mãi mãi cho đến khi nào mãi cho đến khi các bạn thấy được là cây xác định 11.000 825 được ký ở tháng 12 năm 1974 thì tháng 12 của năm 1974 lúc đó giá vàng là bao nhiêu chúng ta hãy xem coi năm 1974 tháng 12 của năm 1974 lúc đó giá vàng đã lên tới là 183 đô các bạn thấy được là chính phủ Hoa Kỳ cấm người dân lưu trữ vàng từ năm 1933 là chỉ có là 26 đô mà thôi. Lên tới cái lúc mà cho số vàng trở lại lúc đó đã là 183 đô rồi. Có nghĩa là các bạn thấy giá vàng trong thời điểm này đó không những là không xuống mà còn đi lên và một điều thú vị đây đó chúng ta nhìn vào cái giá vàng đi thì giá vàng tăng vọt sau đó tại vì sao tại sao ta lại có cái sự tăng vọt này thì các bạn thấy được chúng ta thấy sự xuất hiện của vàng ETF như là quỹ đầu tư vàng ETF đây là một quỹ đầu tư mà chúng ta đang muốn có trong thị trường Bitcoin này cái quỹ đầu tư vàng ETF đầu tiên đó là có mặt là ngày 28 tháng 3 năm 2003 ở trên sàn chứng khoán của nước Úc thì đây là một điều cũng rất là thú vị tại vì các bạn cũng thấy được là quỹ đầu tư Bitcoin ETF đầu tiên xuất hiện ở sàn chứng khoán Canada thì cũng tương tự vàng quỹ đầu tư là có năm 2003 nhưng mà là ở nước Úc chứ không phải là ở Hoa Kỳ một năm sau đó một năm sau đó chúng ta mới có quỹ đầu tư vàng ở Hoa Kỳ bởi công ty State Street Corporation uh, là Spider vàng ETF như bạn biết đến là xuất hiện vào năm 2004 thì chúng ta chỉ tính năm 2004 đi tháng 11 thì tháng 11 năm 2004 các bạn thấy được là lúc đó giá vàng là 439 đô trên một ao vàng khi mà có vàng ETF thì các bạn thấy được là giá vàng như thế nào từ cái mức này mà các bạn thấy là lên thẳng luôn có nghĩa là khi mà có ETF rồi cái sự tăng trưởng rất là mạnh tại vì càng nhiều người dễ dàng sở hữu vàng hơn và dễ dàng thu mua vàng trên nhiều sàn chứng khoán thì đương nhiên là giá vàng sẽ tăng thì các bạn thấy được là đây là điều mà nhiều người hy vọng khi mà có Bitcoin ETF thì cũng như là vàng các bạn thấy được là giá sẽ tăng một cách đột biến từ 400 mấy mà lên tới là 1722 Đây là cái giá vàng của năm 2011 Thì đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Thông chủ yếu là muốn các bạn hiểu được những lời nói về Dalio là có ý nghĩa như thế nào Đương nhiên chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn có thể là ra quyết định là tịch thu Bitcoin Nhưng mà làm sao tịch thu được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ có thể là ra cái quyết định là thu mua Bitcoin lại mà thôi cũng như là thu mua vàng trước đây nếu như mà điều tương tự xảy ra nhưng mà năm 2021 này rất khác với năm 1930 chúng ta bây giờ không phải nằm ở trong tình hình là khủng hoảng tài chính các bạn thấy được là chứng khoán cao hơn bất cứ lúc nào trước đây hết và bây giờ chính phủ Hoa Kỳ cũng không cần vàng để mà in tiền nữa đương nhiên chính phủ Hoa Kỳ không cần bitcoin để mà in tiền trước đây họ ra quyết định là thu mua lại vàng và không cho người dân sở hữu vàng tại vì lúc đó là giá của đồng đô la là dựa theo cái số lượng vàng nhưng mà đồng đô la bây giờ đâu có dựa theo Bitcoin đâu cho nên trên căn bản họ cũng không cần phải làm như vậy và các bạn cũng đã thấy là cấm thì giá cũng tiếp tục tăng lên mà thôi tại vì chính phủ Hoa Kỳ chỉ có thể cấm người dân Hoa Kỳ chứ không thể cấm cả thế giới được Bitcoin cũng như vậy chính phủ có thể cấm người dân sử dụng Bitcoin nhưng mà không thể cấm được Bitcoin những nước khác vẫn tiếp tục sử dụng mà thôi thị trường đương nhiên là có thể là có phản ứng xấu khi mà chúng ta thấy một cái lệnh cấm tuyệt đối nghĩa là không có phải mua lại mà cấm tuyệt đối thì đương nhiên thị trường có thể phản ứng xấu trong cái thời gian ngắn hạn nhưng mà dài hạn thì các bạn thì được là bitcoin vẫn tiếp tục và tiếp tục phát triển mà thôi như là năm 2017 lúc mà Trung Quốc có quyết định là cấm những sàn giao dịch và cấm người dân giao dịch bitcoin, ethereum và những cái đồng crypto các bạn thấy được là giá cả đi xuống trong dài ngắn hạn nhưng mà sau đó thì cả thế giới bây giờ cũng chẳng quan tâm là bitcoin có được hợp thức quá ở Trung Quốc hay là không Các bạn hãy đưa giá cứ tăng và tăng mãi trong vòng mấy năm qua Đây là nhiên mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới vấn đề này Thì các bạn có những cảm nghĩ gì thì hãy comment ở bên dưới Và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay Và thuần sang gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn